Xin chào tất cả mọi người nha, chào đại gia đình. Thì hôm nay Tấn làm cái video chia sẻ một chút cái công việc hàng ngày nha cả nhà. Thì hôm nay là cái cách mà bỏ phân cho xả này nó được tốt nhất nha, và được hấp thu phân cũng như là không có mất phân nha, cũng như là có lợi luôn. Thì cái này thì mấy lần, như mấy cái đợt nhỏ thì nó dễ làm nha cả nhà. Như cái đợt này thì mình chia sẻ thôi, để từ cái tầm tuổi này đổ lên thì mai mốt mình chỉ cái việc bỏ lan thôi. Còn như bây giờ nó còn đang thưa thưa vậy nè, thì mình sẽ dung đất, sẽ sạc cỏ, bỏ phân được luôn nha. Đây, xả là hôm mấy video trước chia sẻ cả nhà, thì là nó còn nhỏ nha, hôm nay thì nó lớn rồi nè, cũng 3 năm sử dụng trồng xả rồi. Bây giờ mình sẽ lấy phân ra, kêu cái keo đủ đực, thấy. Thì cũng chia sẻ với mọi người nha, thì hôm cái đợt vừa rồi á thì NPK trộn với cái đạm Phú Mỹ này, cái ure này, tại vì nó còn nhỏ thì mình bỏ cho nó bốc nha. Còn như hôm nay chia sẻ với cả nhà thì hết phân ure rồi, thì còn tí phân NPK với mình trộn với trong này cũng có cái gì, phân gì như cái bao, cái bao lăng lăng với tro nha cả nhà. Đấy, tro thì bỏ cây nó tốt lắm rồi, không có thì mình bỏ lăng trộn với phân NPK, mình bỏ cho nó phát triển bộ rễ đó, cái lăng với tro cho nó hạ phèn phát triển bộ rễ. Còn phân đây bây giờ mình sẽ ra chia sẻ cả nhà nhé. Thì đợt này cũng nói thêm với mọi người luôn, thì cái miếng ơn sao nè, cái miếng ơn sao này thì cả nhà nhìn thấy biết hôm đầu mùa là có trồng cà ghém nha, nhưng mà cái thấy đất này nè cà ghém nó không chịu, thì đợt này bỏ hết lại đậu bắp nha cả nhà, đậu bắp nha. Đấy, đậu bắp, bỏ thêm đậu bắp nữa. Bây giờ phải lấy ngắn nuôi dài thôi, tại vì đợt này công việc nó cũng ít, thì ở nhà làm được cái gì làm nha cả nhà. Thì bỏ phân có rất là nhiều kiểu bỏ phân nha mọi người. Thì có người không có thời gian á thì bỏ luôn, chẳng hạn như là bỏ như vậy. Có người không có thời gian á thì cả nhà có thể bỏ trực tiếp luôn nha. Đấy, mọi người không có phân vậy mọi người bỏ. Đấy, một bên như vậy. Rồi đợt sau mọi người sẽ bỏ, ví dụ đợt này bỏ mặt bên này, đợt sau bỏ bên kia, hoặc mọi người kỹ thì bỏ hai bên luôn. Và chẳng hạn như còn không mọi người sẽ cuốc như vậy. Cuốc lỗ như thế này. Đấy. Nhà thấy ha. Cuốc lỗ như thế này, mọi người bỏ xuống. Đấy. Bỏ xuống rồi lắp lại là ok, tại biết sao bây giờ ít mưa lắm. Mọi người bỏ trên mặt vậy á thì mình tưới á cả nhà, mình tưới thì nó bốc hơi. Nếu mà mình tưới tay á thì nhiều khi nó cũng không đều, mà mình tưới bét thì nó dưới cái lá xả này nó cũng không đều. Đấy. Có thể là, hay hoặc là mọi người bỏ như thế này cũng được. Rải như vậy. Sạc cỏ nha, cái sạc lai nha, cái này cái cuốc thì mọi người hơi hơi khó, cái sạc lai tắp vô như thế này ok chưa. Còn bỏ không như thế này thì vậy thì không ngon rồi, bỏ về là phải sạc cỏ luôn này, cỏ này. Đấy, lắp lại bụi xả này ngon lành. Không mọi người đào lỗ như vậy, đào lỗ vậy thì phải hai người nha cả nhà, một người đào một người bỏ, về đào mọi người bỏ tuyệt vời luôn. Thế vậy là mọi người làm tới thôi, nhưng mọi người cứ sạc 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 tới vậy thôi. Đây. Bỏ như vậy nè, đấy, đấy, bỏ hết thân vậy rồi cứ về làm tới đấy, sạc cỏ luôn này. Ngon lành, cành đào luôn. Đấy, thì nhờ những cái cách chia sẻ thì bây giờ công việc hàng ngày thì Tấn chia sẻ với mọi người để tham khảo thôi, thì để mình sử dụng cái cách nào cho nó hợp lý nhất. Chẳng hạn như là mình quá nhiều thời gian làm, mình không có nhiều thời gian thì mình bỏ trực tiếp luôn, mà nếu mà gặp mưa thì ngon, mưa hay là mình tưới đều thì ngon, mà thật chất là cũng không bằng mình chôn phân nha cả nhà. Mình chôn phân này, hay là hoặc là mình rải trên mặt, mình sạc mình cào thì ok hơn. Để chia sẻ một mớ đậu bắp ngoài này để cho cả nhà xem nè, ra ngoài này đưa quá là tiện lợi cái kiểu này luôn nè, cỏ này, cái này lấy cái sạc lai này nhanh lắm.
Đây cái cách làm cỏ luôn nha. Này rau bắp để lại nè. Tuyệt vời chưa? Quá dễ và dễ làm. Đây mình trồng thêm đậu bắp đây cả nhà, đây hàng đậu bắp lên đây. Đây xả đây. Đấy, đậu bắp trước này. Đây đậu bắp ăn trước đây nha mọi người. Đã thấy ok chưa? Để ta làm video chia sẻ ngắn với mọi người thôi. Tại ở kia bên ta đang khoan giếng á, ta đang xúc giếng nó hơi ồn nha mọi người. Đấy bây giờ là bà trồng thêm đậu bắp và cách bỏ phân xả như thế nào nha. Đấy, ăn trước đây ta đang xúc giếng. Đậu bắp lên quá tuyệt vời không? Để lại có đậu bắp ăn nữa nha. Tận kết thúc video đây. Để cà ăn trước thì mọi người thấy nè. Cà thì nó dở rồi. Cà nó phải bỏ thôi.